Chào mấy anh em bảy chim đêm ha. Qua mình xuống mình chuyển được như vậy nè nè. Hai con gà và máy à. Chiều mưa dầm dầm luật máy sớm mình nhận lưới sớm. Dính đâu 6 rưỡi chiều mới mờ mờ đất đường con gà mái. Sáng 6 giờ đường con gà mái nữa. Dưới đường con gà cuốc, con mắt xéo. Từ nghịch mình đánh gài đánh ngày vậy nè. Gà lập với cây thồng. Chục con đá lập cao lắm con hai con à, giờ dính thầm xéo cái đống luôn mà đánh không có lên mà xéo giờ là xấu bầy luôn á, mà lúa là nó không có chịu ai, nó kêu con mà nó có lên đồng lúa này trổ. Dạ. Hôm qua mình đi gài nghịch á, mình thấy có con gà lú đầu mông đỏ lừ luôn mà không thấy nó kêu. Sáng đem mồi ra gài ngồi nguyên buổi trời luôn, có lên đá đâu, nó đi ở ngoài 4-5 mét, 5-6 mét thì không nghe nó kêu réo, nó sợ nó không dám đá. Sáu mấy chiều đường con, sáng 6 giờ đường con nữa rồi không thấy bóng dáng gà nào nữa. Ba nghịch này ha, có con đá, con này là đá lụp, con kia dính thần. Mình cũng đang làm cái lập nhỏ nhỏ rồi mình dài xéo nhân thông làm biến đánh đánh gì chứ chứ hai ba ngày xuống đánh bữa, hai ba ngày xuống đánh bữa chứ đánh liên tục không có. Như bữa trước làm có nghỉ mới xuống làm là hôm qua, còn mấy bữa trước làm mới được đâu, có bữa làm được hai con rồi tắm gà mái. Xong bữa sau là trớt, thấy bóng dáng con gì hết, nghỉ. Mới xuống chuyến là hôm qua. Chiều nay xiên quýnh không xiên nghỉ. Mồi này chim nó không chịu đi. Có lúa là nó trốn, chịu quay. Như xéo mà được đóng đồng, khô nước nẻ đất luôn. Còn có nước sạch sạch cũng được, nó chịu bay dữ lắm. Còn có lúa nó kêu không bay lên. Con càng cuốc, rồi cuốc đực. Con xéo điên. Rồi được nhiêu đây, thành quả buổi sáng. Có con gà mái này xong còn có cái mồng ngộ không biết. Tướng thì tướng mái trống gì, hai lạng. Xong có cái mồng lú lên nè. Trống, trống gì kỳ cục kỳ đời vậy? Mái. Rồi chào anh em ha.